Lạy Thiên Chúa toàn năng và hằng có đời đời, là Cha và Con và Thánh Thần, con cảm tạ Chúa vì đã ban cho hội thánh gương chân ta anh dũng của Đức Hồng Y Phanxicô Xavier Nguyễn Văn Thuận, kinh nghiệm khổ đau trong cảnh ngục tù, được Ngài song liên kết với Chúa Kitô chịu đóng đinh dưới bóng che chở hiền mẫu của Mẹ Maria, đã rèn luyện Ngài nên một chứng nhân sáng ngời cho hội thánh và toàn thế giới về sự hiệp nhân và tha thứ, cũng như về công lý và hòa bình. Con người dễ thương mến, cùng với sư phụ mùng từ giam mùng của Ngài tòa chiếu rạng ngời ánh sáng của đức tin, nhiệt tâm của niềm hy vọng và sân sông nồng ấm của đức ai. Giờ đây, nhờ lời bầu cử của Ngài và theo thánh y Chúa, xin Chúa ban cho con được ơn đang cầu khẩn, với niềm hy vọng thấy Ngài sớm đường vinh hiển trên bàn thờ. Amen.